Nhà ơi, bà chủ hủ tiếu qua tới. Quá trời bà chủ rồi. Bà chủ bùm bùm. Chào chị. Dạ trời ơi. Về quê rồi chị. À chị đã mua ăn bà. Hôm nay mình lớp nhân viên nghỉ. Là có mình nè. Anh hẹn một hai hôm nó béo qua lại. Ngoài cho mát hay ngoài trong? Ngoài đi. À, các chị khách mua ăn vặt thì bơm dắt xuống cả nhà. Chị khách này không biết tên hay chị biết hết. Không biết tên. Hả? Sớm ăn vặt. Không em... có mấy chục kênh coi mấy chục kênh coi hết. Giờ coi hết mà không nhớ. Em giờ em giới thiệu. Không biết mặt thôi. Dạ. Bây giờ em cho em giới thiệu luôn em BA kênh em luôn mà em bài sự kiện bên tám. Ở đây là Giàu Thiện Vlog. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Chị đẹp chị đón anh này chị đón anh này biết anh này không đó nhìn cái tướng là biết cái tên nó liền à không biết hả không biết anh rồi mình chờ đó chị mình chờ mấy em làm đó thì cái thời gian này cho tụi em cho em có chị chút xíu ha chờ em hỏi là chị từ đâu đến Bình Thạnh là mình cũng gần ha. Bữa giờ chị có qua đây ăn bao giờ chưa? Đây lần đầu tiên đó chị. Mới kêu ổng chở đi nè. Ổng nói ổng nói ăn cũng hồng lon, ngủ cũng hồng lon, nói này ngày hồng lon hoài. Ổng thua ổng chịu thôi chứ tôi nói tôi bật không có kênh nào mà tôi coi hết trơn. Ổng có kênh nào mà coi, kênh nào cũng coi bấm. Nếu mà thấy thì mình bấm like thôi chứ chị không biết rồi đâu nha. Chị không có bình luận nhưng mà chị đăng ký like thôi. Dạ. Quá là tuyệt vời luôn. Hay dễ sợ luôn á, em hỏi chị quá trời nãy giờ em không có bấm máy. Nãy giờ chị ở bên shop Hồng Loan qua hả chị? Ừ, em mua tí là biết chứ chứ mà biết nhà chứ mua chị đặt online rồi. Dạ, đặt online em rồi. Ok, em chống nắng mua đồ có hết. Dạ. Trà bông rồi khô bò đồ mua đồ đủ thứ nhưng mà dạ. Muốn biết nhà. Có xíu mày bò viên muốn bò viên. Có là xíu quách thầm. Có xíu quách thầm cũng được. Dạ, hủ tiếu mì quá. Hủ tiếu mì bò viên. Hủ tiếu bò viên. Rồi sao? Yeah. Máy đang sạc nóng. Chị mua được gì bên kia rồi? Chị có mua gì chưa? Không, chị ghét chưa? Hồi nãy qua bển rồi gặp Hồng Loan chị. Có Hồng Loan rồi. Có Thành Mỹ. Dạ. 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 Tôi thấy một đi làm thì tôi gắn tay vô tôi nghe. Mà bây giờ chị gặp Hồng Loan chưa? Chị có qua Hồng Loan chưa? Chưa gặp lần nào. Chưa gặp luôn một cái luôn. Chưa. Chắc chắn quay lại gặp. Chưa. Ủa, mình ở gần kế bên mà chưa gặp Hồng Loan bao giờ chị. Chị làm tối ngày à, hôm nay đi ra mới đi khám bệnh xong về. Dạ. Vài bữa nữa có mà nói này vài bữa này là cũng hơn một tháng nữa chị. Có một chương trình đó. Không có, chị nãy giờ chị che mặt chị không rồi chứ cái lúc đó. Cái này là mình chia sẻ không có đụng chạm gì hết. Em không có làm gì đụng chạm. Đó. Có nghĩa là chương trình. Mấy đứa cháu nó thấy nó cười. Có đâu chị nói nãy giờ chị nói vui mà thực tế mà chị đâu có gì đâu mà chị. Dạ, không có gì. Với lại em nói là chừng hơn một tháng nữa Hồng Loan chuẩn bị có cái chương trình ca nhạc bên chống động chị. Nhưng mà chị mà ngay ngày chị trực không mà. Ủa vậy hả? Chị làm ở bệnh viện. Có chuyến chuyến ca cái show diễn đó là anh Vi Sa tổ chức để cho chúng nói rất là thương cho người nghèo. Chị có hỏi mua gì? Chị trực ở bệnh viện nào chị? Nhi Đồng Hai. Nhi Đồng Hai. À, Nhi Đồng Hai hả? Chị bên trực bên khoa nào chị? Rồi. Tại vì con em cũng thường nằm bên đó. Khoa nào? Hay nằm đâu? Thì nó vô trong nó khám bệnh này nọ bên tụy vậy. Ra mặt bệnh đó. Dạ. Mới giải về đâu nó cha. Bị dằn da hay không? Máu nhiều. Cảm ơn anh chị nha. Bùng sáng giờ phụ ở trên quán ăn vặt cả nhà. Giờ có nhân viên đến, là nhân viên nghỉ rồi xuống đây. Con tay trong cổ máy đang để đâu mấy cái đâu. Mỗi cái đứa nó coi con tay để đâu á. Cái gì? Cái đi mua hai vật nhiều quá tay. Bỏ tay ra nè. Để làm Phương để kẹp. Hả rồi? Dạ Phương. Rồi giờ mang về nha, làm mang về nha. Dạ, làm mang về. Hủ tiếu bò viên, hủ tiếu thịt cẩm. Hủ tiếu thịt cẩm rồi như lấy. À, dạ đúng rồi, như đó. Lấy gân trắng cái gì vậy? Có biết là thịt cẩm có đầy đủ không? Đây này nắng,
Lấy một viên nó đây ra với tôi. Tương cũng được, có chanh hết, chứ có cái tương chanh hết. Tương với ớt mình không còn. Tết mùa nhiêu đó giờ, còn đúng mùa đó không? Có khi chanh, ta nhiều tấm ăn, ta bỏ luôn. Là bây giờ ta nghỉ nha. Hồi đó giờ về đến quán cà phê. Nè, hủ tiếu đang về là hủ tiếu cho chị ơi Phương ơi. Thật luôn hả? Phải đóng cho ba mấy cái lắm tại nhà cũng bán mừng lắm. Bao nhiêu phần hả? Hả đúng rồi. Ok. Ừ. Gửi cho em, gửi mà. Chưa. 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 Cái chén gì nữa? Cái chén gì ở ngoài kia. Cái hả? Bữa nay chén không? Bán chạy ra. Bán ăn vặt. Xong rồi đi xô lấy xô thì sáng nhiều lúc là mỹ phẩm rồi là em MV ca nhạc nữa. Ba tô với hai chén. Hai ký để chung hay là để riêng? Hai ký là để riêng. Mỗi người mỗi bịch một ký đúng không? Để em cân cho. Em lo em bột bột hủ tiếu đi. Quá buồn là cái ký đâu rồi đó. Đó thì sáng nay thì bên thì bận shop cũng cho là đưa đến chạy cho tôi chứ lúc nãy hai cái gì đó một bánh ký á đó con chờ bông với hồng lon mỗi người thì bếp rồi cả nhà bé còn nhỏ mà bếp giờ thì cũng gần 10 giờ rồi, cũng gần hết nước lèo rồi cả nhà. Đây là bảy tay, đây là ngày một tuần ha, bùm bùm cũng khai trương được một tuần này của chú anh chị, là gần hết nước lèo, khách cũng vơ dần ha cả nhà. Con đường đi vào từ ngoài hẻm đi vào bùm bùm có một cái bụi tre ha cả nhà, cũng dễ nhớ ha.